tốt nhất, chất lượng hoàn hảo nhất để đưa về đây để giới thiệu cho khách hàng và đặc biệt là các cái đối tác mà cũng kinh doanh trong lĩnh vực y dược. Thì hiện nay thì công ty chúng tôi là đã nhập khẩu về các cái sản phẩm rất đa dạng và phục vụ đầy đủ các cái lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Một trong những cái xu hướng hiện nay trên thế giới là người ta dùng các cái thực phẩm chức năng bổ sung để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ cho điều trị các cái bệnh lý trong cuộc sống. Vì như các bạn đã biết là hiện nay chúng ta phải đối mặt với rất nhiều cái ô nhiễm ở trong môi trường, những cái thực phẩm mà dùng các chất bảo quản, rồi là các cái sản phẩm mà bị sử dụng rất nhiều cái chất cấm, ví dụ như chất tạo nạc ở trong thịt hoặc là cá, rồi là các cái thuốc trừ sâu, rồi là chúng ta phải đối diện với rất nhiều. Cho nên hiện nay cái tỷ lệ bệnh ung thư đối với mọi người rất là, đối với cộng đồng là rất là lớn, tỷ lệ tăng đột biến. Cho nên là để bảo vệ sức khỏe của mình thì việc sử dụng thực phẩm chức năng hàng ngày là một cái điều hết sức bổ ích, để vừa là cung cấp bảo tồn cái sức khỏe cho mình, vừa phòng và hỗ trợ cho các điều trị các cái bệnh lý mà thường gặp ở trong cuộc sống, ví dụ như xương khớp, tim mạch, rồi gan thận chẳng hạn. Vậy thì hiện nay công ty trách nhiệm thương mại dịch vụ y tế trong triển lãm lần này đã đưa về đây để giới thiệu các cái nhóm sản phẩm đây. Nhóm sản phẩm thứ nhất là về tim mạch. Thì trong đó chúng tôi có hai cái sản phẩm là Rutozym và BQ10. Rutozym là một cái sản phẩm điều hòa huyết áp để phòng chống đột quỵ rất là tốt. Còn BQ10 là cái sản phẩm mà giúp để cải thiện cái sức khỏe của tim, chống các cái cơn đau thắt ngực và chống cái mệt mỏi, để làm cung cấp cái năng lượng cho cơ tim để hoạt động và làm cho tim hoạt động khỏe mạnh lại và phòng được các cái bệnh lý về tim mạch. Nếu chúng ta sử dụng hai cái sản phẩm này hàng ngày thì xua tan cái nỗi lo về bệnh cao huyết áp cũng như đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch. Còn nhóm thứ hai là cái nhóm sản phẩm về gan. Thì chúng tôi có ba cái sản phẩm tùy theo cái phân khúc. Ví dụ như bình thường là cái sản phẩm Herford này là sản phẩm mà rất tốt cho cái gan nhiễm mỡ và nâng cao cái chức năng gan, tăng men gan cao. Còn hai cái sản phẩm tiếp đây là cái sản phẩm Super Power Neuromax, Super Power NAC và Super Power Glutathione Reducef. Hai cái sản phẩm này là những cái chất chống gốc tự do rất tốt, là giúp cho khử độc gan, làm giúp cho gan của mình giải phóng hết các cái chất độc mà mình ăn vào, kể cả mình uống phải các những cái nước giải khát hoặc là bia rượu hoặc là ăn phải những cái thức ăn độc hại. Thì cái này là cái mà giúp để khử độc gan rất là tốt và phòng chống các cái bệnh lý về ung thư, khử các cái gốc tự do để sửa chữa lại các cái tổn thương ở trong mức độ tế bào. Nhóm thứ ba tiếp là chúng tôi có cái sản phẩm về thận. Thì đây là sản phẩm rất tốt cho cái tan sỏi thận và làm sạch cái đường tiết niệu, là chống cái viêm nhiễm cái đường tiết niệu rất là tốt. Nhóm thứ tư là chúng tôi có nhóm sản phẩm về xương khớp. Xương khớp thì Bidicare là đây là một cái công thức mà tốt nhất hiện nay, là có đầy đủ các cái 8 nhóm cái thành phần, trong đó có những cái nhóm thành phần cực kỳ quan trọng, đó là glucosamine, chondroitin sulfate, collagen type 2 và acid hyaluronic. Acid hyaluronic là một trong những cái thành phần mà giữ một cái vai trò quan trọng nhất trong việc tái tạo lại chất nhờn và gia cố cái dây chằng để phòng chống thoái hóa khớp. Đấy, để tái tạo lại cái sụn khớp để giúp cho cái chúng ta phòng chống được cái bệnh lý về xương khớp mà cho tuổi già, cũng như là những cái tổn thương cấp tính do chấn thương của xương khớp. Ngoài ra chúng tôi còn có một cái nhóm sản phẩm về não. Thì trong đó có 4 cái sản phẩm. Một là sản phẩm Super PS100. Cái sản phẩm này là cực kỳ tốt cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tự kỷ. Đấy, hỗ trợ điều trị cho cái tự kỷ và chống tăng động. Thì cái này là một trong những sản phẩm mà rất hữu ích mà hiện nay các trẻ em của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và sản phẩm tiếp theo là sản phẩm Super Power Neuromax và sản phẩm Citicoline. Đây là hai cái sản phẩm bổ não rất là hoàn hảo.
để giúp cho ví dụ như hồi phục các cái chức năng về trí nhớ, về liệt sau khi thay biến mạch não, hoặc là ở người già bị suy giảm trí nhớ ở bệnh Alzheimer của người già đấy, thì là hoặc là sau các cái chấn thương, thì hai cái sản phẩm Citicoline và Superpower Neuromax là rất hữu ích cho cái các cái chấn thương. Còn một cái sản phẩm nữa là sản phẩm Superpower Brain Smart. Đây là cái sản phẩm này nó giúp cho những cái người thiểu năng tuần hoàn não, mà đặc biệt là ở những cái tiếp người mà bị huyết áp thấp thì rất cần cái sản phẩm này. Sản phẩm này có thể giúp tăng cái tuần hoàn não và nâng cái huyết áp của mình lên. Đấy là thứ hai nữa là tăng cái tập trung trí nhớ cho giúp cho các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên đang ôn thi, những cái mùa ôn thi thì có cái độ tập trung rất là cao. Về nam học thì chúng tôi có cái sản phẩm Hải Cầu Hoàn. Hải Cầu Hoàn là một trong những cái sản phẩm mà chăm sóc tốt nhất cho nam giới. Đối với tuổi trẻ thì nó giúp cho hỗ trợ cho điều trị hiếm muộn, là tăng cái số lượng chất lượng tinh trùng để cải thiện cái khả năng hiếm muộn của thanh niên. Còn ở tuổi trung niên trở đi thì đây là cái sản phẩm tốt nhất để giúp tái tạo lại cái testosterone nội sinh, phòng chống cái phì đại tiền liệt tuyến, để giúp cho những người già chống cái mãn dục ở nam và khôi phục lại cái cơ bắp khi mà có cái điều kiện để thể dục. Thì chúng ta có thời gian thể dục, nhất là ở những người đã về hưu, có thời gian thể dục tốt, nhưng phải cần bổ sung những cái này vào thì mới đủ cái testosterone nội sinh, cho nên là cái vấn đề thể dục của mình nó hơi khó hiệu quả. Nhóm cuối cùng là cái nhóm làm đẹp, cái sữa ống chúa và H3. Đây là hai cái sản phẩm mà giúp làm đẹp, mà giúp đặc biệt là ở người già thì giúp làm trẻ hóa, chống lão hóa, và đặc biệt cái sản phẩm H3 là một trong cái sản phẩm là chống các cái căng thẳng stress rất là tốt. Những người già mà được dùng cái sản phẩm này thì, hoặc là những cái nhà quản lý người ta làm việc với áp lực cao thì căng thẳng và cái trí nhớ hay bị mất, thì cái này sẽ giải quyết được cái vấn đề trí nhớ cũng như là về cái căng thẳng stress. Còn cái sữa ống chúa là một cái sản phẩm là giúp cân bằng lại các cái hormone cho phụ nữ và chống cái suy nhược thần kinh, nâng cao cái sức khỏe chung như tổng thể, và chống nám và cũng như làm đẹp cho chị em phụ nữ. Thưa ông, hiện nay thực phẩm chức năng rất là nhiều và vẫn có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng. Vậy doanh nghiệp của ông đã làm gì để chứng minh cho sản phẩm của mình đảm bảo chất lượng và để người tiêu dùng an tâm sử dụng? Đây là một câu hỏi rất là hay mà rất nhiều người tiêu dùng hiện nay rất là băn khoăn và không biết là lựa chọn những cái sản phẩm nào là tốt nhất cho mình. Rất nhiều người dân Việt Nam mình quan tâm về bảo vệ sức khỏe, nhưng gặp một cái như một cái ma trận ở ngoài thị trường, là không biết đâu là sản phẩm thật, đâu là sản phẩm copy hoặc là nhái hoặc là hàng giả. Vậy thì để mà phân biệt, tôi có thể giúp các bạn nhận biết được một cái sản phẩm nào có chất lượng tốt nhất. Một, trước tiên là bạn phải hỏi và kiểm tra xem cái sản phẩm này là đã được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế hay chưa. Nếu sản phẩm đã được cấp phép của Bộ Y tế rồi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đấy là một. Cái thứ hai, nếu như là sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài thì các bạn phải xem đầy đủ trên bao bì nhãn mác, phải có một là cái thông tin của cái nhà sản xuất, phải có đầy đủ, phải có website, phải có điện thoại của họ, chúng ta có thể tìm kiếm và kiểm tra. Thứ hai nữa là thông tin của nhà phân phối phải được công khai ở trên tem phụ, phải có thì các bạn có thể kiểm tra được đơn vị nào là cái nhà nhập khẩu về đây, thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Thứ hai nữa là như sản phẩm của công ty Bình Nghĩa, đây là các cái sản phẩm nhập khẩu 100% thì bao giờ cũng có tem nhập khẩu, tem của công ty, và trên sản phẩm bao giờ cũng có logo của công ty gắn ở trên bao bì và nhãn mác của sản phẩm. Cho nên là để đảm bảo được cái quyền lợi cho người tiêu dùng, chúng ta phải tìm được đến cái địa chỉ đích xác của cái nhà nhập khẩu về và cái hệ thống phân phối của họ, và kiểm chứng, phải có cái điện thoại và điện thoại bàn của công ty thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Nếu chúng ta không kiểm tra đầy đủ các thông tin đó thì rất dễ bị những cái hàng giả hàng nhái người ta lẫn lộn, người ta bắt chước, người ta làm giống nhau và có thể bị nhầm lẫn cái đấy. Cho nên là khi đã có đầy đủ thông tin này thì cái nhà nhập khẩu phải là nhà chịu trách nhiệm về cái chất lượng của sản phẩm.